Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Nhạc lá Bồ Đề. Kính thưa quý vị, nhìn lại một bối cảnh nhiễu nhương nhất của miền Nam Việt Nam dưới thời đệ nhị Cộng Hòa, từ lãnh vực chính trị đến chiến sự và xã hội, và cũng như vị trí của báo chí miền Nam trong hoàn cảnh đầy biến loạn này. Hôm nay, trong phần 13 Tài liệu báo chí Việt Nam Cộng Hòa qua lịch sử báo chí truyền thông Việt Nam Cộng Hòa và cộng đồng người Việt tị nạn, nhà báo Phạm Trần sẽ cùng chúng ta nhìn lại sâu hơn một biến cố trực tiếp có tác dụng đến sự sống còn của giới báo chí mà chính ông cũng là người trong cuộc dự phần. Đó là biến cố ký giả đi ăn mày, hệ quả từ luật báo chí 007 ban hành sau luật 69 bởi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Chương trình do Nguyễn Thành Công, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Xin ông nói thêm về cuộc xuống đường ký giả đi ăn mày. Dạ. Vâng, cái cuộc ký giả đi ăn mày, cái nguyên nhân là nó như thế này. Sau khi ban hành cái luật báo chí năm 1969 của Tổng thống Thiệu đó, mở ra một cái ngõ tự do mới. Chưa bao giờ có tự do báo chí như cái luật năm 1969. Chính vì cái làn sóng tự do đó mà nổ tung ra cái phong trào ra báo. Ai cũng có thể ra báo được. Ra báo đến nhiều đến cái độ từ Sài Gòn đời thời đệ nhất Cộng Hòa chỉ 10-12 tờ. Sang thời đệ nhị Cộng Hòa từ thời quân đội lên nắm chính quyền 65 cho đến khi mà xảy ra cuộc ký giả đi ăn mày đó, có tới 25 và về sau thành 50 tờ báo. Ở tại Sài Gòn lúc đó cái dân số chỉ có 3.5 triệu người. Phần lớn là báo chí phát hành ở Sài Gòn mà đi được các tỉnh gần đó thôi, không có đi xa được nhiều. Miền Trung thì coi như là 2-3 ngày mới có báo. Còn phần lớn là đi quanh Sài Gòn và xuống miền Nam, là bởi vì miền Nam quốc lộ số 4 còn bảo vệ an ninh, đưa báo đi chỗ này chỗ nọ chỗ kia được. Khi mà báo chí ra như vậy đó, thì ông Thiệu thấy nhiều quá. Mà báo chí lúc đó được quyền tự do chỉ trích chính quyền, nói rõ ở trong luật, được quyền chỉ trích chính quyền miễn là không có vi phạm đến an ninh và đời sống cá nhân đó. Những cái điều đó thì bị cấm kỵ, và báo chí chỉ bị đình bản, chỉ bị đóng cửa nếu có lệnh của tòa án. Mà anh cũng nhớ là từ lúc chính quyền truy tố một tờ báo ra tòa án, rồi đến cái lúc mà bị đóng cửa, lâu lắm, ít nhất là một vài tháng, mà báo ra hàng ngày, thì chính quyền chỉ có thua, báo chí đâu có thua. Đó, báo chí sẽ càng tờ báo nào mà càng bị phạt, càng bị truy tố ra tòa, lại càng bán chạy. Đấy là cái trái khuấy của cái báo chí là như thế. Người dân thích đọc những cái tờ báo nào mà bị chính quyền đàn áp. Thế là khi nào mà báo đối lập mà bị tịch thu, bị đục bỏ nhiều là dân chúng mua nhiều lắm. Họ mua nhiều, họ truyền tay nhau họ đọc. Họ đoán ở cái bài này nó đục thế này, nó nói thế này, thế nói kia. Có gì không họ bịa ra để mà bàn cười với nhau ở chợ búa vậy thôi, nhưng mà thú vị lắm. thành ra khi mà báo chí bị liên hệ tới chiến tranh như vậy đó, bị liên hệ tới cuộc chiến như vậy đó, báo chí vất vả mà chính quyền cũng vất vả. Chính quyền đến nỗi không kiểm soát được báo chí nữa, là vì chưa có lệnh của tòa báo, của tòa án thì chính quyền không dám tịch thu, không dám đóng cửa tờ báo. Nó thành ra ông Thiệu thua cái trận đó. Chính vì thua cái trận đó, ông Thiệu mới bày ra cái trò là thảo luận với Hạ Nghị Viện. Lúc đó do khối Dân Chủ là khối của Đảng Dân Chủ của ông Thiệu kiểm soát.
Và ở trên thương viện ông Thiệu cũng kiểm soát, có 6 liên danh thì ông Thiệu kiểm soát 4 liên danh, ảnh hưởng 4 liên danh, kiểm soát 2 liên danh và ảnh hưởng 2 liên danh. Đó. Thành ra khi mà cái luật 007 ra đời, mục đích 007 ra đời là hạn chế báo chí, làm sao để mà có những biện pháp mà không cho báo chí có thể ra được, hay là không có thể giúp cho ai có khả năng ra tờ báo, bằng một cái điều: anh muốn ra làm báo, ngoài những điều kiện về học vấn, về nghề nghiệp, phải đóng ký quỹ 20 triệu đồng cho nhật báo và 10 triệu đồng cho tuần báo. Thì sau khi cái nghị định, cái luật đó ra đời rồi đó, luật 007 năm 1972, thì hàng loạt tờ báo bị đóng cửa, 70% người làm báo thất nghiệp. Thế là chúng tôi xuống đường, chúng tôi phản đối, chúng tôi tổ chức ngày ký giả đi ăn mày. Những người lớn tuổi, những nhà báo kỳ cựu như là ông Trần Tấn Quốc, ông Nguyễn Kỳ Nam, Linh Mục Nguyễn Quang Lãm, rồi các tổng thư ký tòa soạn tờ báo, rồi ký giả, chúng tôi đeo bị, đội nón, chống gậy, đi từ Hạ Viện xuống chợ Bến Thành, rồi đi ngược lại để biểu dương, để là chúng tôi bị thất nghiệp vì cái luật 007 phản đối Tổng thống Thiệu, độc tài, đã giết báo chí. Dân chúng hai bên đường hoan hô, vỗ tay hoan hô, rồi tiếp tế nước uống, đồ ăn đồ uống vui vẻ lắm. Người chúng tôi vui vẻ được về các dân biểu Hạ Viện đối lập như là Lý Quý Trung, Trần Ngọc Nhuận với một số các dân biểu nghị sĩ ra ủng hộ, rồi những cái phong trào mà chống chiến tranh cũng đi theo biểu tình ăn có, hiểu không? Đó, chẳng hạn như bà Ngô Bá Thành chẳng hạn, bà ấy cũng dẫn đi đầu mà đi biểu tình với chúng tôi đó, hay là ni sư Huỳnh Liên chẳng hạn, nó cũng cử người đến đại diện cho ni sư Huỳnh Liên để tham gia ủng hộ các nhà báo. Nhà báo và dân chúng có sự quan hệ hết sức mật thiết, vui vẻ là bởi vì chúng tôi cũng là con của dân mà thôi. Mà dân chúng thì lại thích đọc báo, mà nếu mà không ủng hộ nhà báo thì làm gì có báo đọc. Dân chúng bao giờ cũng đứng về phía nhà báo. Thành ra đấy, cái cuộc biểu tình để đời của báo chí Việt Nam Cộng Hòa năm 1972, nó xuất phát nguyên nhân từ cái đạo luật 007 của Tổng thống Thiệu, hạn chế báo chí, bắt báo chí phải đóng tiền ký quỹ mà không ai có khả năng. Cuối cùng báo chí Sài Gòn đóng cửa chỉ còn có chừng 4-5 tờ, thì trong đó có 2 tờ của chính phủ là tờ Dân Chủ và tờ Tin Sống. Còn những báo khác là báo thương mại. Báo thương mại thì không bao giờ chống chính quyền cả, chỉ có đăng tiểu thuyết và đăng tin vặt để mà sống mà thôi. Thành ra cái nền báo chí nó bị tiêu diệt đi vì cái luật 007. Mà từ cái đạo luật 007 đó, nó dẫn đến cuộc chấm dứt chiến tranh năm 1975.